Xin kính chào quý vị và các bạn. Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ suy yếu sau được tăng cường yếu lệch đông trở lại nên thời tiết trên khu vực tỉnh đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ dài rác nên nhiệt độ ít thay đổi, độ ẩm vẫn ở mức cao. Đêm và sáng trời lạnh. Lúc 13 giờ trưa nay nhiệt độ tại các nơi trong tỉnh đã được phổ biến từ 21 đến 23 độ, còn độ ẩm thì duy trì quanh ngưỡng 86 cho đến 93%. Đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông, sau có cường độ ổn định và suy yếu dần, kết hợp với hội tụ gió trong trường đối gió tây trên cao hoạt động yếu nên thời tiết các nơi phổ biến đêm và sáng sớm có mưa và mưa nhỏ rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi. Trong thời tiết mưa ẩm kéo dài như hiện nay, quần áo thì thường là bị mùi hôi khó chịu. Để có thể xử lý thì sẽ có một mẹo nhỏ và vô cùng đơn giản. Đó là quý vị có thể đổ một chút rượu trắng vào bình xịt, có thể pha loãng với nước theo tỷ lệ 1-1 rồi xịt lên quần áo. Rượu trắng thì có tác dụng là khử mùi rất tốt và không để lại mùi cồn trên quần áo. Và bản tin xin được tiếp tục với thông tin thời tiết 3 vùng trong tỉnh. Vùng núi, núi phía Tây, trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa và mưa nhỏ dài rác, sau có mưa nhỏ vài nơi, gió đông cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Vùng đồi Trung Du trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa và mưa nhỏ rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi, gió đông cấp 2, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ. Còn vùng đồng bằng trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa và mưa nhỏ rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi, gió đông cấp 2, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết trong ngày và dự báo cho ngày mai. Cuối bản tin như thường lệ là thông tin thời tiết 3 ngày tới.